Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo Hùng. Đấy thì rất nhiều video bên em giới thiệu cho mọi người về những cái hàng OEM, tức là hàng của người Việt Nam đi đặt và gia công bên Trung Quốc giá rẻ. Thì ngày hôm nay sẽ lên cho mọi người một cái thương hiệu mới, thực ra là mới thì mới là đầu pin thôi, chứ về kim khí và về tên tuổi của họ trong cái ngành máy móc thì cũng lâu rồi. Đấy, thương hiệu King Blue, và em lấy được hai mã, một mã là vít chập 16V8 và một mã là máy chuyên vít 21V có búa. Hai mã này sẽ có rất nhiều cái để nói và để chia sẻ về tầm giá của nó. Đấy thì King Blue thì họ vẫn quay gần với anh. King Blue thì họ vẫn đang hiện tại vẫn đang hoàn thiện nốt hai cái hệ sinh thái này. Thì con này là dòng vít trượt 16V8 nhé, nó có cả khoan, có cả chuyên vít. Đấy, nhưng mà trước mắt thì em sẽ làm mã này, tại vì thấy cái sự gia công, cái sự chuyên nghiệp của họ. Nói chung là mọi người phải cầm, thực sự để diễn tả ngay bằng lời thì nó khó lắm. Thì test thì những cái con chuyên vít trượt như này thì cái việc khỏe hơn hay là yếu hơn nó cũng chả khẳng định gì cả. Đấy, những cái vít trượt như này quan trọng nhất là độ ổn định của cấp trượt này. Đấy, thực sự luôn là rất ổn định luôn. Đấy, một lát test cho mọi người mới thấy luôn này. Đấy, vào đến đâu nó trượt đến đấy này. Đấy, rồi cái phần gia công, phần nhựa, phần máy của nó tầm cảm giác nó rất là đã luôn, phải nói là đã luôn. Chứ còn đương nhiên em bán hàng thì em phải khen hàng em bán rồi, đúng không? Nhưng mà thực sự đây là một thương hiệu mới, và trước khi bán King Blue hay bán những cái đơn vị mà chất lượng như này là em cũng có khen họ rồi. Đấy, đây là một phân khúc mà trên những cái hàng em đang bán nhá. Thì con này là con vít trượt 16V8 này, thế còn con này là chuyên vít có búa 20V. Đấy, theo như thông số thì hãng ghi là lên đến 250 new. Đấy, chân pin Makita phổ thông. Pin của King Blue là pin mà có thể sạc được cho Makita hãng luôn đấy. Đấy, thì con này là em đang dùng với cả pin Makita hãng. Đấy, con này thì nó sử dụng cái cò của Omron. Đấy, cò của Omron, tức là cò của đơn vị mà chuyên làm cò cho Makita hãng. Nói chung là chuyên vít thì thi đấu với nhau là nên thi đấu về cò và độ ổn định của mạch. Chứ còn thực sự luôn là bây giờ nhồi nhét nhiều tính năng, rồi tua nhanh, tốc nhanh nhiều khi cũng chả giải quyết gì. Nó chỉ mang tính chất là thương mại thôi. Chứ còn về độ ổn định thì rất là ok luôn. Đây này. Nói chung là cảm giác cò của này em nghĩ khác hẳn so với những con OEM khác, thậm chí là khác hẳn so với những con OEM cùng phân khúc giá tiền. Đang nói là cùng phân khúc giá tiền, ví dụ như là 1190 hay là 1050 thì nó vẫn cạnh tranh được thôi. Đấy, thì báo giá nhanh cho mọi người nha, hai con King Blue này. Con này thì em sẽ bán cả bộ này là 1.550.000, là hai pin một sạc, hộp của nó hộp cắt tông và có cho mọi người một cái túi như này. Đấy, các cái sản phẩm của King Blue thì nó sẽ tặng cho mọi người một cái mũi khoan đa năng, đây gọi là mũi khoan đa năng mà em nghĩ là rất là tốt luôn. Đấy, tại vì cái đầu của nó phay cực kỳ tốt luôn, một lát cũng test mũi này cho mọi người luôn. Đấy, con này là mũi đa năng 6 ly, một mũi vít và một mũi tôn, thì các sản phẩm này đều có tặng nhá. 1.550.000 mọi người sẽ có một cái máy vít trượt 16V8 không chổi than, hai pin chuẩn dung lượng 2A. Và đối với dòng 16V8 này thì chân pin của nó là chân pin riêng, chứ không phải là chân pin kiểu như hàng OEM khác. Đấy, nhưng mà không quá quan trọng đâu. Anh em nào mà làm điện lạnh, làm thạch cao, biết cần những cái con như này. Đấy. Nói chung là cảm giác sướng, mọi người nên cầm. Ai mà ở gần cửa hàng qua trải nghiệm thoải mái luôn. Thế còn con này em nghĩ tầm giá của nó không phải là cao. Đấy, thế còn con này nhá, thân máy nhá, 1.060.000. Đấy, hàng này là có Omron, có ngon để anh chị làm và thao tác về cò luôn. Các sản phẩm của King Blue đều có tem chống hàng giả và tem để bảo hành. Đấy, bảo hành của nó lên đến 12 tháng cơ. Đây. Đấy, thì mọi người yên tâm, nói chung là cái bộ này nó làm chỉnh chu hơn hàng OEM khác nhiều. Nó đặt thì nó đặt nhưng nó sẽ không ra nhiều mã, nó không gọi là ào 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 về số lượng như các đơn vị khác mà họ chỉ tập trung vào chất lượng thôi. Đấy, thì con này thì nó sẽ có 4 tốc này. Đấy, 2, 3, 4 này. Phát ra thì có auto stop. Đấy. Đấy, thì nói chung là lực của nó cũng rất là khỏe luôn. Thế còn con này thì về mặt build, về mặt cấp trượt của nó em thấy là ok. Đấy, thì bây giờ sẽ đi test nhanh cho mọi người xem nhá. Đấy, thì sẽ test cho anh em con này nhá. Stop này hiểu như là cò một lần này. Đấy. Thì ví dụ như là chất liệu mà nó vào ngắn này, nó sẽ đấy là nó ra này. Đấy, có thể là 1 2 cò. Thế còn mọi người có thể bấm liên tục. Liên tục rồi. Thì cò nó sẽ liên tục. Đó, cò nó liên tục. Còn auto stop thì nó sẽ nhả nhả đến khi mà mũi vít nó ra. Đấy. Có thể khoảng 1 2 cò. Vậy thì nó bị kẹt quá rồi.
Ok, thì sẽ bắt vào cho mọi người nhé. Nói chung là con này là một con mà rất có lực luôn. Lực của nó ghi thông số 250 N, em thấy cũng khá là sát đấy. Con la năng nhá. Con này thì nó sẽ thay hơi chéo một tí. Sát đây. Nói chung là khoan sắt thì tua nó vừa vừa thôi cho đỡ cháy mũi. Cái mũi 6 ly thì là 20.000, còn số mũi 8 ly là 25.000 mọi người nhé. Khá là mượt đấy. Đấy, cái may của nó cũng rất là ok luôn, nóng thì đương nhiên rồi. Đấy, sẽ thử khoan vào bê tông nhé. Khoan cùng chỉ vậy thôi đúng không? Đúng không con này? Ít trượt. Đấy. Nói chung là cái độ mượt mà của cái cấp số của nó rất là chuẩn luôn. Đấy. Bắt cho mọi người. Tăng lên. Con này vít này thì chắc là hợp lý nhất là số 4. Nói chung là cấp trượt của nó em đã thử rất là nhiều lần rồi. Đấy, cái hộp trượt của nó đấy, cực kỳ mượt mà luôn. Giá con này là 1.550.000 và đối với con chuyên dụng thân máy này là 1.060.000 mọi người nhá. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.